Chào anh chị, chúng ta đang có mặt tại khu vực sườn đồi căn hộ Hillside Địa Trung Hải. Và tại đây thì những cái căn hộ Hillside Địa Trung Hải trong thời gian tới sẽ được chủ đầu tư Sun Group xây dựng và phát triển, cũng như là mở bán sớm vào những cái tháng giáp Tết này. Và từ đây thì chúng ta có thể nhìn thấy ra khu vực tháp chuông cũng như là hoàng hôn đang buông xuống tại Nam đảo Ngọc Phú Quốc, rất là đẹp. Và vị trí của dự án căn hộ Hillside Địa Trung Hải nằm ở đâu? Thì dự án nằm ở trên sườn đồi bờ Tây, thị trấn An Thới và Nam đảo Ngọc Phú Quốc. Và khu vực mà có cái địa hình và tầm nhìn toàn cảnh thị trấn An Thới cũng như là các cái quần đảo An Thới, cũng như là cáp treo, ga đi cáp treo Hòn Thơm, hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy là dự án này nằm trong cái tiện ích đỉnh cao hay là rất là đẳng cấp của khu vực Địa Trung Hải do tập đoàn Sun Group phát triển. Và nơi đây thì chúng ta đang đứng ở cái cao độ thấp nhất của dự án, nó sẽ rơi vào khoảng 40m so với mực nước biển. Chúng ta có thể nhìn thấy xuống phía dưới là toàn bộ khu vực cáp treo Hòn Thơm, khu vực Shophouse Địa Trung Hải và những cái tuyến đường kết nối ra khu vực cáp treo và khu vực Sorrento. Bên này chúng ta nhìn thấy khu vực Central Village, khu vực tháp chuông cũng như là giai đoạn 1 của dự án Shophouse Địa Trung Hải. Và tại đây thì chủ đầu tư Sun Group sẽ phát triển khoảng 1.300 căn hộ. Trong đó thì sẽ có 8 tòa căn hộ, sẽ chia làm 4 block. Và mỗi block sẽ bao gồm 2 tòa kết nối với nhau. Và với 4 cái loại hình căn hộ chính, đấy là studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Diện tích căn hộ studio thì nó sẽ khoảng từ 30 đến 32 mét vuông. Một phòng ngủ thì nó khoảng 58m², hai phòng ngủ thì nó khoảng 70m² và ba phòng ngủ nó khoảng hơn 90 đến khoảng 100m². Và với cái góc view như vậy thì anh chị thấy gì từ những cái tiện ích xung quanh khu vực căn hộ Hillside Địa Trung Hải này? Đấy là những cái tiện ích chúng ta thấy là dự án nằm trong cái quần thể nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tỷ đô của tập đoàn Sun Group. Và toàn bộ những tiện ích cao cấp nhất, những cái công trình biểu tượng đều hội tụ tại đây, như khu vực Central Village có tháp chuông ở phía trước chúng ta đang nhìn thấy, tháp đồng hồ Địa Trung Hải, nhìn thấy toàn cảnh cầu hôn cũng như là cái show Voltage Lights, cái show trình diễn âm thanh và ánh sáng công nghệ ở trên mặt nước, quảng trường biển, phố đi bộ, chợ đêm và tất cả các cái tour phía Nam đảo Ngọc Phú Quốc. Và tại dự án này thì về mặt bằng, giá bán, chính sách bán hàng của dự án như thế nào? Thì trong dự án này thì đang trong cái quá trình chuẩn bị triển khai và dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng tháng 1, quý 1 của năm 2021. Và tất cả các cái thông tin về mặt bằng, giá bán, chính sách bán hàng cụ thể sẽ được cập nhật liên tục trong website hometv.vn, hoặc là anh chị có thể theo dõi kênh YouTube Home TV của em. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về những căn hộ chung cư, căn hộ du lịch sở hữu lâu dài, đất ở đô thị, hay chúng ta hay gọi miệng là sở hữu vĩnh viễn, và đón chọn hoàng hôn trên mặt biển bờ Tây Nam đảo Ngọc Phú Quốc, thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận được những cái thông tin tư vấn cũng như là những cái thông tin bật mí mới nhất từ chủ đầu tư Sun Group về dự án căn hộ đẳng cấp này. Và đây là một trong những cái vị trí bất động sản hiếm có bậc nhất tại Phú Quốc cũng như là Việt Nam, với cái vị trí mà chủ đầu tư xây cái số lượng rất là giới hạn, chỉ có 8 tòa căn hộ với 4 block và khoảng 1.200 căn hộ, và với cái góc view 10.000 tỷ thì đây là một trong những cái vị trí căn hộ đón hoàng hôn có thể nói là đẹp nhất tại Việt Nam. Đẹp nhất không chỉ là hoàng hôn trên biển, mà dự án căn hộ này với góc view là những cái khu tiểu cảnh, những cái công trình đẳng cấp của Sun Group, thì nó tạo lên một cái giá trị độc bản dành cho những căn hộ Hillside Địa Trung Hải này. Và giá bán của chủ đầu tư hiện tại vẫn chưa có một cái mức giá bán cụ thể, nhưng mà anh chị sẵn sàng chi trả bao nhiêu cho một cái góc view đẹp như vậy? Chúng ta có thể nói là em đang đứng tại vị trí cái cao độ thấp nhất của cái tòa căn hộ nằm ở trên cao độ thấp nhất, và cái tầng thấp nhất chúng ta gọi là tầng trệt. Tầng trệt thì chủ đầu tư họ sẽ xây các cái căn
shop house khối đế, sau đó mới tới các cái căn hộ, tức là các căn hộ sẽ nằm ở trên cái cao độ cao hơn, tối thiểu nó sẽ khoảng 10 mét nữa. Và anh chị quan tâm đầu tư về một trong những cái dự án căn hộ đẳng cấp tại cái quận nhất của thành phố Phú Quốc này thì anh chị vui lòng liên hệ với Vinh qua số hotline trên màn hình. Một trong những cái dự án căn hộ với góc view và ngàn tiện ích xung quanh, nằm trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng tỷ đô của Sun Group, thì hoàn toàn xứng đáng để anh chị có thể sở hữu một trong những căn hộ để chúng ta có thể tránh đông trong cái mùa đông giá lạnh tại thành phố Hà Nội, hay là chúng ta dành một căn hộ để đưa gia đình đi ra cuối tuần du lịch, hoặc là thời gian còn lại thì anh chị hoàn toàn có thể cho khách du lịch thuê theo kiểu là homestay hoặc là B&B. Và đây là những cái thông tin mới nhất chúng ta cập nhật được về dự án căn hộ Hillside Địa Trung Hải, và góc view tuyệt cực kỳ đẹp dành cho anh chị nào đang thắc mắc là góc view của căn hộ như thế nào. Đây là căn hộ Hillside Địa Trung Hải của chúng ta, và chúng ta đang nằm ở trên cái vị trí cao độ thấp nhất với góc view đẹp nhất. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này, và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về căn hộ Hillside Địa Trung Hải nằm tại sườn đồi bờ Tây Nam Đảo Ngọc Phú Quốc của tập đoàn Sun Group phát triển ngay kế bên Gardi Cáp Treo Hòn Thơm thì vui lòng liên hệ với em Vinh theo hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại. Những dự án kiệt tác của Sun Group, những công trình biểu tượng của Sun Group phát triển ngay tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc, và trên màn hình chúng ta có thể nhìn thấy ở đây chính là Gardi Cáp Treo Hòn Thơm với cái biểu tượng là quảng trường La Mã. Và hoàng hôn buông xuống tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc có thể nói là một trong những cái nơi mà đón hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Và tại đây thì cái lượng du khách đi đến Phú Quốc và gần như là sẽ đến Gardi Cáp Treo Hòn Thơm để trải nghiệm Cáp Treo Hòn Thơm, cũng như là những cái công trình Sun Group liên tục phát triển qua theo năm tháng. Và hoàng hôn tại đây thì rất là đẹp, và có thể nói là đẹp nhất của Phú Quốc. Không chỉ đẹp là bởi ánh nắng hoàng hôn buông xuống phản chiếu trên những cái màu nước biển, ngoài ra thì chúng ta có Cáp Treo Hòn Thơm và những cái công trình biểu tượng như tháp chuông đồng hồ, cổng thành Pompei, Khải Hoàn Môn, hay là những cái khu vực Sun Group tiếp tục phát triển trong tương lai như cây cầu hôn hay sâu công nghệ Voltex nhạc nước. Và mới đây thì Sun Group sẽ có tổ chức, được phê duyệt tổ chức lễ bắn pháo hoa đón mừng năm mới và chào mừng thành phố Phú Quốc sang trở thành một cái thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam vào đầu tháng 1 của năm 2021. Và tại đây thì cũng sẽ có một cái bữa tiệc countdown party, lễ hội đếm ngược để chào đón năm mới và lễ hội bắn pháo hoa ngay tại khu vực Cáp Treo Hòn Thơm này. Và hy vọng là anh chị sẽ thu xếp thời gian để ghé vào Phú Quốc sớm. Và chúng ta đang đứng ở trên cái vị trí là sườn đồi Hillside Địa Trung Hải, thì như anh chị cũng đã biết là Hillside Địa Trung Hải là một cái dự án quy mô rất là lớn, về khoảng 1.300 căn hộ nằm trên sườn đồi và đón chọn hoàng hôn trên biển. Ngoài ra thì chủ đầu tư sẽ tiếp tục phát triển thêm về những căn shop house đẳng cấp tại vị trí sườn đồi Hillside Địa Trung Hải này. Và khi mà đứng trên đây thì chúng ta mới thấy giá trị của cái ánh hoàng hôn Nam Đảo Ngọc, cũng như là các cái vị trí bất động sản của Sun Group lựa chọn. Khi mà chúng ta lên đến cái vị trí sườn đồi của Hillside này mà chúng ta di chuyển bằng chân thì nó khá là mệt. Và điều đó sẽ giải thích cho tại sao là Sun Group không ngại những cái vị trí bất động sản khó làm, mà họ chọn những vị trí bất động sản để tạc lên được những cái tuyệt tác như chúng ta đang nhìn thấy, những cái công trình mang dấu ấn biểu tượng rất là lớn, và nó có thể nói là vượt thời gian và kiến tạo cho tương lai. Sun Group họ không làm theo cái độ phủ về bề ngang, tức là không trải rộng về bề ngang, không làm hoành tráng. Nhưng mà khi đã làm thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái cách họ làm nó rất là có chiều sâu về sản phẩm. Cái đấy thì tất cả những khách hàng mà đã đầu tư Sun Group họ đều ghi nhận. Như chúng ta đã biết đến Bana Hill của Sun Group thì đã phát triển khoảng hơn một chục năm nay rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì Sun Group tiếp tục phát triển những cái công trình mới để mỗi một năm khi khách hàng đến thì chúng ta có thêm những cái biểu tượng, những cái điểm đến mới mà nó sẽ không bị nhàm chán theo thời gian. Đấy là những gì mà chúng ta nhìn thấy về chiều sâu Sun Group họ làm được. Và tại Phú Quốc thì sau 5 năm phát triển đồng hành cùng Sun Group thì chúng tôi cũng nhận thấy là Sun Group họ mới làm
một cái phần rất nhỏ trong hệ sinh thái đẳng cấp và phát triển cái nền du lịch một cách rất là bài bản và chuyên nghiệp. Tại đây thì trong quý 1 tháng 1 của năm 2021 thì Sun Group sẽ mở bán cái giới thiệu tới khách hàng dự án căn hộ Hillside Địa Trung Hải, là một trong những cái dự án mà sở hữu cái vị trí nằm căn hộ sườn đồi nằm trên cái cao độ rất là cao so với mực nước biển, đấy là khoảng 40m cho đến 60m so với mực nước biển. Và từ đây thì chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh các cái dự án ở phía dưới của Sun Group như Shophouse Sorrento, Shophouse Địa Trung Hải, Gardi Cáp Treo Hòn Thơm, những công trình biểu tượng như cầu Hôn, cổng thành Pompey, tháp Chuông, rồi khu vực trung tâm Central Village, hồ bơi, bãi biển, vân vân, rất nhiều thứ. Và đây chính là một trong những cái điểm nhấn tiếp theo mà Sun Group sẽ kiến tạo ngay tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc. Và dự án Hillside Địa Trung Hải, đấy là cái tên tạm gọi là một cái loại hình căn hộ vị trí là ngay cái bờ Tây Nam Đảo Ngọc Phú Quốc, vị trí chúng ta đang đứng, và nhìn xuống toàn cảnh phía dưới và đón hoàng hôn trên biển. Và ở đây thì hiện tại chúng tôi đang nhận những cái booking để đặt chỗ đầu tiên, những booking thiện chí để đặt chỗ dành cho khách hàng đang có nhu cầu đầu tư hoặc là sở hữu một trong những cái dự án căn hộ đầu tiên tại Phú Quốc. Thay vì các cái sản phẩm căn hộ hiện tại Phú Quốc là condotel và phục vụ cho du lịch nghỉ dưỡng, thì giải quyết những cái nhu cầu cấp thiết về căn hộ để ở đầy đủ tiện ích, cao cấp, hiện đại, và nó cũng mang một cái hơi hướng đấy là vừa ở vừa kinh doanh được, thì căn hộ Hillside Địa Trung Hải này là một trong những cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho anh chị có thể đầu tư ngay tại Phú Quốc trong tháng 1 của năm 2021 này. Và chính thức thì Phú Quốc sẽ lên thành phố và nằm trong cái quần thể kiến trúc phong cách La Mã và Amalfi miền Tây nước Ý, thì Hillside Địa Trung Hải này thừa hưởng toàn bộ cái cụm tiện ích đỉnh cao như Gardi Cáp Treo An Thới, Shophouse Địa Trung Hải, tháp Chuông Đồng Hồ, cầu Tình Yêu, quảng trường âm nhạc, nhạc nước, rồi chợ đêm, rồi các cái tiện ích khác. Và mình đang đi xuống phía dưới này, khi mà lên Hillside Địa Trung Hải thì chúng ta sẽ thấy giá trị của những cái căn Shophouse Sorrento, những căn Shophouse mặt biển ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án Shophouse Địa Trung Hải. Và dự kiến thì những cái căn Shophouse Địa Trung Hải này sẽ có cái tính thanh khoản rất là cao trong cái thời gian tới. Tại vì dự án Hillside Địa Trung Hải ra mắt thì với cái giá bán dự kiến sẽ rất là cao trên thị trường, mà chúng ta có thể sở hữu được một với cái giá bán mà anh chị mua căn hộ Hillside Địa Trung Hải thì chúng ta cũng có thể mua được một căn Shophouse vừa có thể vừa kinh doanh hoặc là vừa có thể ở ngay tại giai đoạn 1, giai đoạn 2 Shophouse Địa Trung Hải Nam Phú Quốc. Và tại tiểu khu Sorrento này thì đang mở bán những căn Shophouse mặt biển cũng như là những căn Shophouse ở phía trong với giá bán cực kỳ tốt và những chính sách hỗ trợ tối đa của chủ đầu tư Sun Group dành cho những nhà đầu tư, những cái khách hàng hoặc là những cái chủ sở hữu đang quan tâm đầu tư về một cái loại hình kinh doanh nhà phố, phố đi bộ, kinh doanh 24/7 đầu tiên tại Phú Quốc, thì đây là một trong những cái lựa chọn dành cho anh chị. Và kế bên Gardi Cáp Treo Hòn Thơm thì khu vực Sorrento này đang còn những căn mặt biển với giá bán cực kỳ tốt dành cho anh chị có thể đầu tư ngay tại thời điểm hiện tại. Và với chính sách hỗ trợ vay vốn từ 18 đến 36 tháng thì anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về cái gói kích cầu khi mà anh chị chưa có dòng tiền mặt để trả cho toàn bộ giá trị căn Shophouse trong thời điểm hiện tại. Giá bán thì nó sẽ từ khoảng 15 đến khoảng 30 tỷ một căn. Xây thì từ 3 đến 5 tầng, trong đó chúng ta sẽ có căn có thêm từ 1 đến 2 tầng hầm. Và hoàng hôn buông xuống Nam Đảo Ngọc Phú Quốc thì tất cả những cái vị trí tại khu vực Shophouse Địa Trung Hải hay là quanh khu vực Gardi Cáp Treo Hòn Thơm thì các bạn đều có thể đón hoàng hôn rất là đẹp. Và có thể nói ở đây là những cái vị trí mà những cái điểm đón hoàng hôn mà chắc chắn là các bạn đến Nam Phú thì các bạn sẽ phải lưu lại những cái bức hình tại đây. Và đây là một trong những cái điểm hoàng hôn như chúng ta đang nhìn thấy, nó rất là đẹp và lãng mạn. Và vị trí mình đang đứng là mình đứng ngẫu nhiên thôi, mình đứng ở ngay cái vị trí Gardi Cáp Treo Hòn Thơm, một cái góc bình thường mà mọi người cũng đang check in rất là nhiều. Ngoài ra thì tất cả những cái góc mà các bạn có thể check in tại Hòn Thơm thì nó nhiều vị trí lắm. Đây là một trong những cái vị trí có thể nói mà chủ đầu tư họ chưa set up cái gì cả mà các bạn vẫn ra đây để đón hoàng hôn.
Sau này thì khi mà cảnh quan hoàn thiện thì chủ đầu tư họ sẽ bố trí thêm những cái điểm, những cái vị trí mà các bạn có thể đến check in, anh chị có thể đến ngắm hoàng hôn tại Nam Đằng Ngọc Phú Quốc. Và Shophouse Sorrento thì nằm ngay kế bên của Garden Cáp Treo Hòn Thơm. Anh chị có thể lựa chọn để đầu tư tại đây và vừa kinh doanh vừa có thể để ở. Và tại đây thì diện tích của một căn Shophouse, diện tích một lô đất sẽ là 124m², trong đó chúng ta có diện tích xây dựng sàn là 96m² và đón chọn hoàng hôn trên biển là những căn Shophouse mặt biển Sorrento. Ngoài ra thì Shophouse mặt biển Sorrento này thì với cái vị trí sẽ là nằm ngay mặt biển và đón chọn hoàng hôn trên biển thì nó còn sở hữu một cái lợi tiềm năng khai thác khác, đấy là nó đối diện với nhà hàng Gành Đá và kế bên Garden Cáp Treo Hòn Thơm, thì cái lượng khách các bạn có thể thấy là đến đây rất là nhiều. Một cái ngày bình thường và những cái ngày cao điểm thì Cáp Treo Hòn Thơm đến đón khoảng 17.000 lượt khách, một con số khổng lồ. Và giống như Bà Nà Hill thì Sun Group sẽ nhân bản Bà Nà Hill tại Nam đảo Phú Quốc, và Sun World Hòn Thơm chính là Bà Nà Hill của phiên bản Phú Quốc. Ở đây thì chủ đầu tư Sun Group nhân bản nhưng mà sẽ không làm giống nhau, mà mỗi một đứa con sẽ có những cái nét đặc trưng riêng, không có một công trình nào của Sun Group nó có sự trùng lặp cả. Và tại đây thì các bạn cũng có thể thấy nó hoàn toàn khác Bà Nà Hill, nó chỉ cùng một cái triết lý, đấy là những cái lối kiến trúc huyền thoại, những cái lối kiến trúc mà theo cách gọi của chúng ta là nó mang tính chất biểu tượng rồi, những công trình mang tính chất biểu tượng, nó không bao giờ cũ, nó không bao giờ lạc hậu và nó luôn luôn là tính chất mang tính chất biểu tượng rất là lớn, luôn luôn trường tồn với thời gian. Thì với cái phong cách kiến trúc như vậy thì Sun Group luôn có những cái công trình mang lại những dấu ấn và những cái điểm nhấn đặc biệt tại những cái mảnh đất mà tập đoàn Sun Group ghé đến. Và tại đây thì chúng ta có đồng hành với Sun Group thì họ tự khai thác vận hành Cáp Treo Hòn Thơm và những cái khu như Central Village, thì đồng hành với tập đoàn Sun Group thì họ mở bán thương mại ra những cái dự án như Shophouse Địa Trung Hải hay là căn hộ Hillside Địa Trung Hải, thì muốn các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ cùng đồng hành với Sun Group để phát triển lên một cái hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng thực sự là đẳng cấp và ghi lại dấu ấn. Sun Group họ chỉ tạo ra những cái điểm nhấn, những cái công trình để hút khách, còn việc khai thác thì họ muốn cái bộ não của những cái nhà đầu tư thông thái khác kết hợp cùng với Sun Group. Dù sao thì 1.000 cái đầu suy nghĩ cách khai thác vận hành thì vẫn hơn hẳn là một cái đầu. Do đó thì khi mà Sun Group phát triển về hệ sinh thái này thì cần sự đầu tư và ủng hộ rất là lớn, cũng như là đồng hành cùng các cái nhà đầu tư nhỏ đồng hành cùng với Sun Group để kiến tạo nên một cái nền du lịch cũng như là một cái thành phố biển đảo của Sun Group, của Sun Group nói riêng cũng như là của toàn thể người dân Việt Nam và Phú Quốc nói chung. Thì hy vọng anh chị đang có nhu cầu quan tâm đầu tư về các cái dự án bất động sản của tập đoàn Sun Group ngay tại Nam đảo Ngọc Phú Quốc, đặc biệt là dự án Shophouse Địa Trung Hải và căn hộ Hillside Địa Trung Hải, thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua hotline trên màn hình để nhận được những cái thông tin tư vấn cũng như là những câu chuyện kể của chúng tôi về Sun Group, đường lối và chính sách của tập đoàn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc hoặc là trong những video sau cùng những câu chuyện kể về Sun Group, những công trình kiệt tác ngay tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.